vị, trước nguy cơ diễn biến phức tạp của COVID-19, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công điện gửi các sở ban ngành tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong đó yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án sẵn sàng dạy trực tuyến khi cần thiết. Theo công điện, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, người dân đi nghỉ lễ tại các tỉnh miền Tây, Nam Bộ và các địa phương khác trở lại Hà Nội học tập, làm việc có nguy cơ tiềm ẩn mang dịch bệnh. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống không để lây lan dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, các cơ sở ban ngành chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch. Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường tăng cường giải pháp phòng chống dịch, khử khuẩn thường xuyên. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tất cả học sinh phải tuân thủ việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà để phòng chống dịch.